Rồi, chúng mình về với con nha. Ba đang ở chút xíu ba về liền. Dạ. Sáng giờ bộ đồ làm gì? Dạ, ba thăm em bé này xong ba về liền. Sao ba thăm? Mấy em bé về tội nghiệp lắm, bé bị khuyết tật đó. Chờ xíu ba về nha. Ok, chúng ta về liền. Ba ở Củ Chi. Ở quận 12. Đó là quận nhà mình quận 10. Ba đi hai quận bây giờ tới liền nha. Ba thăm em bé này xong ba về liền. Ồ, có ai bắt cho con chưa? Hả? Cô Nguyễn bắt hả? Cô Nguyễn bắt hả? Rồi, mấy em bé tội nghiệp lắm. Bây giờ ba kể con nghe sau nha. Bye bye. Đây là số tiền của chương trình Hưng và các anh chị em nghệ sĩ có được từ nhà tài trợ. Dạ. Cho nên là gửi tặng với phụ với lại trung tâm để có thể lo cho các cháu thêm bữa ăn. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cách này hay cách khác thì cũng không trực tiếp nhưng mà gián tiếp chung tay với các sơ và các cháu ở trong cơ sở này để cùng nhau làm cái công tác xã hội, dạ, chăm sóc các cháu được tốt hơn, đem niềm vui yêu thương đến trao cho các cháu. Cảm ơn Viễn Phương ơi, Viễn Phương và Linh đã hỗ trợ cho trung tâm. Đây là nơi đã nhận được cái quà của hai em. Cảm ơn Viễn Phương và Linh nhé. Bây giờ mình thăm các bảo cháu nha cô nhé. Bé này cái chân nó vầy luôn hả Trường? Nó bị lật đầu gối á. Tại vì cái đầu gối mình trước nó lật. Cái bên vậy nó bắt đi. Là từ nhỏ vậy luôn hả? Đúng rồi. Nó hiểu nhưng mà nó không nói được. Em ơi, sao bị lật đầu gối vậy được? Tình cảm lắm. Em tên là gì cô? Lê Tuấn Anh. Nhưng Anh mà ở nhà kêu Su Su không à? Su. Ai ngồi xuống hả? Ngồi với con hả? Ok, ngồi xuống. Ngồi xuống rồi. Như cháu này thì nhặt ở vườn cao su về từ lúc cháu mới sinh được 39 ngày, người ta bỏ trong bịch đựng rác, bỏ trong vườn cao su buổi tối. Năm nay cháu hơn 7 tuổi rồi và hello. Dạ Tú Chi, chào chú. Em tên gì? Chào chú. Con tên Tú Chi. Ngầu quá giờ đến đường luôn. Con bao nhiêu tuổi được con? Con 11 tuổi. 11 tuổi hả? Này ai dạy con? Con tự biết. Tự mò. Mai sơ dạy. Mai có sơ dạy hả? Sao hay vậy ta? Chi giỏi lắm luôn á. Chú còn chưa đánh được luôn á. Chi có biết là Chi quê ở đâu không? Quê con ở Gia Lai. Ba mẹ có lên thăm Chi không? Nhà xa thì không có lên. Nhà xa không có lên hả? Chị ở đây bao lâu rồi? 9 năm rồi. 9 năm rồi hả? 11 tuổi mà ở 9 năm rồi hả? Wow.
đờn cho chú nghe đi. Tôi chưa đánh. Hả? À, chú xích ra hả? Rồi. Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ ngóng con chào đời. Ơ con của mẹ ấp trong ngắm lòng, với một hài nhi đang lớn dần. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ ngóng con chào đời. Ơ đời mẹ, đêm bên mẹ. Hay quá à, chị giỏi thiệt á. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là máu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ, môi mỉm cười là những nụ hoa. Trang sách ôm nằm mơ màng ngủ, em gối đầu trên những vần thơ. Em thấy mình là hoa hồng nhỏ, bay giữa trời làm mát ngày qua. Mẹ là nắng ấm áp tỏa xuống con buồn, cho con thơ biết nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Cho thiên đường cùng nơi đây đời của con là dòng suối mát trao. Cho thiên đường cùng nơi đây đời của con là dòng sông thiên tha. Đem ân tình góp nhặt và niềm tin, ta nhỏ bé xin gửi vào tiếng hát, để mang về khao khát chữ bình yên. Hãy cho nhau lời động viên thăm hỏi, mang thù hận ra khỏi trái tim sinh. Đời bình minh chiếu soi muôn nẻo lối, ta lại cùng sớm tối ngồi bên nhau. Đời bình minh chiếu soi muôn nẻo lối, ta lại cùng sớm tối ngồi bên nhau. Đi đám cưới. Mọi người phải trải qua một thử thách. Đội của chúng tôi là một mất một còn, rách rồi vẫn còn nguyên. Ừ, đi chạy thôi. Ủa, cái đội cái chạy nhanh quá vậy trời. Ngoại giật đi ngoại. Mày tránh ta đi. Ê, cái nón tụi tao nãy. Ủa, mày gì lâu lắm vậy đi nhé. Em mời bên khác nè, em mời bên khác. Trời, bún cá ngon hơn đúng không? Trời ơi, con nhỏ này. 8 tô cuối cùng. Trời ơi. 1 tô bún cuối cùng. Bánh canh, bánh canh. Có luôn, có luôn, có luôn, có luôn, có luôn.